suốt ngày như thế, dùng nhiều như thế, chậm nhất cả đường truyền. Có một người mà chẳng đi đâu thì cũng chị đã dùng chừng nộp cả tháng rồi thì là nào mặt vẫn cứ thế. Chị em cùng một nhà thì chia với nhau cho em dùng chứ làm sao mà chị phải đi đổi đi. Ta thấy được đâu nào mà bảo chia thì chả biết. Chả là em bao giờ biết tự giác bấm tiền đưa tiền là chị ơi tháng này để em bấm tiền mạng nhé, hay là chị ơi tiền này thế là em bảo chị ơi, em không dùng thì tiền hàng tháng chị vẫn thế. Nhưng mà nhưng mà anh bảo này, thím làm như thế không được đâu, về nói lại với chú đi. Kiếp hai gia đình thì ở chung một nhà rồi thì bọn anh đóng tiền mạng ấy thì cũng phải biết đường là anh ơi hết bao nhiêu tiền thì cho bọn em chia đôi ra chứ cứ dùng không như thế dùng sao được. Em không dùng, nhà chị vẫn như nhà em, nhà chị vẫn đóng tiền như thế theo tháng rồi phải không? Thì đâu. biết thì là theo tháng em với nhau thì không mất đi miếng nào nhà chị đâu mà chị cũng phải làm. Biết là theo tháng rồi nhưng mà anh chị đóng ấy thì các chú tím phải chia đôi ra một người một nửa chứ, có phải là anh chị lúc nào phải đóng hết cho đâu. Nhà mấy cái điện thoại thì sao mọi người cả máy tính cả đêm nữa, suốt ngày thế thì cả hết chồng thì đánh điện tử các thứ, vợ thì cứ ngồi giơ máy suốt gọi điện rồi like thì đóng lại xem cho mặt khó không. Này mà anh nói này, dạ anh chị là dùng bình thường thôi, còn Tím là bán hàng online đấy, Tím là người dùng nhiều hơn đấy. Thế anh chị em trong nhà là tính toán nhau từ những mạng mà người ngoài Tím là dùng mạng để kinh doanh như thế thiếu gì tiền. Tính sao ra là chú Tím là nhiều tiền hơn đấy, không biết đóng tiền lại còn cứ đòi như thế à? Bây giờ chỉ cần đóng tiền thôi mà có. Thôi, sao phải đóng? Thì anh chị có bắt là bắt đóng hết đâu, chưa đôi ra mà. Sao anh sẻ ra chứ cái việc gì cũng anh chị biết là anh chị rồi. Nhưng mà biết điều một tí. Đấy, chị... Tóm lại cho tôi ra mặt khẩu không? Không cho thì Tím định làm gì? Cái rừng nên tôi không cho để ở trong nhà này nữa. Đã thấy này, Tím nói thế là hộp nhá. Quay lại nói chú đấy. Nói là hoài, không được ra một nhà nữa. Cái đó là nhà thì chưa trẻ thế nào cũng dùng nhất. Cái mạng không cho, thì chúng ta như là hỏi cái mạng. Đây là tôi đầu tư là để tôi dùng. Chứ còn Tím là Tím vừa nói như thế là Tím phá hoại của tôi đấy. Mình chẳng hỏi chung nhà này đã không có dùng đâu, chả hỏi phá hết giật hết, thế sự tính vừa giật dây luôn. Này. Bây giờ Tím đóng tiền đi là Tím có mạng dùng, bây giờ Tím bán hàng online thì Tím mấy người dùng nhiều nhất chứ. Thế anh chị không? Chị làm khu công nghiệp, anh thì đi làm không có ngày vô nhà không? Không dùng đến, không dùng đến, đang làm có đóng tiền như thế rồi, đang làm mất mất tiền cả. Tốt nhất là bây giờ không dùng Tím chứ, đóng tiền đi, không để lại cho chú Tím dùng đấy. Bây giờ mà không đóng tiền ấy thì không bán được hàng ấy, là thiếu lộ tiền ấy chứ mấy anh chị đâu. Người thì không dùng mạng thì bao giờ rồi. Người để đóng tiền mạng cho người nọ lấy tiền đấy xong bắt đầu là đi kiếm tiền. Mà kiếm được bao nhiêu ra không biết được bỏ ra là tí nào. Bây giờ là đóng tiền xong là có mạng xong là dùng thoải mái. Chứ anh chị không có ký bo gì hết. Bây giờ chỉ cần chia đôi tiền thôi chứ không phải bắt là đóng hết đâu. Tím chỉ biết sợ nó tím thôi. Mình Tím nuôi con à? Bây giờ ở trong cùng một nhà ấy, thì mới biết san sẻ cho nhau. Tiền mạng nó giống như là tiền điện, tiền nước thôi. Hai cái kia nó chia đôi được thì cái này phải chia đôi. Chứ không phải là mình anh chị lắp mạng sau người chú Tím cứ dùng là thế. Thì anh sống là tao vào sống đang còn anh làm chi cứ gọi anh chị đi thì tính toán anh còn phải sớm phải xem thái độ như thế nào chứ. Thì sao thì Tím muốn hỏi xin wifi thì Tím phải xin đàng hoàng, đây lại còn bảo chị có đổi mật khẩu à, như kiểu quát vào mặt người ta ấy, làm em mà như thế à? Thực ra là anh cố tình bảo chị đổi mật khẩu đi đấy là để bà xem là chú Tím cơ xử thế nào, có đóng tiền hay không để biết ý mà làm thôi, chứ đằng này ra đây lại còn nói cái giọng như thế là không được đâu. Thì thế là hổ đấy. Đấy, không có khách không khứa là thiệt. Tím như thế này, Tím không biết là nhịn nói văn học đàng hoàng, nói chuyện cho tử tế vào. Đứa em đâu ngoan đi, đằng này là ngoan hỏi.
giờ thím nói cái gì ấy, là anh quay lại hết đấy. Tí nữa về đưa chú đây xem chú xử lý thế nào. Vợ chồng, vợ chồng chia sẻ, chia nhau ra, không có chuyện là anh chị phải chịu hết đâu ấy. Vợ chồng không nói chuyện được với nhau là sao muốn đi đâu thì đi đấy, đừng ở trong nhà này. Được rồi, thím nói thế, cứ đi về phòng đi, đợi tối nay chú về ấy, rồi họp gia đình nói chuyện sau với nhau. Chứ không có cái kiểu như thế đâu. Nói này tức điên lên mất. Nói cái mặt cứ vênh 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 như thế không được. Anh chị nói nhẹ nhàng ở đây chứ không phải là kiểu là muốn đánh hay làm cái gì thím đâu. Phải người khác để thím yên chắc. Chẳng qua tôi hiền thôi. Hiền thế. Hiền đủ phải có wifi. Hiền tính toán em cả tính mạng. Hiền. Ờ, đã thế rồi, nó nhiều mệt lắm. Đợi tối nay chú về nói tiếp.